Dịch COVID-19, nhịp sống Sơn Lôi trước thời điểm dỡ bỏ phong tỏa, xã Sơn Lôi Bình Xuyên, Vĩnh Phúc vốn không có chợ, mà chỉ ngẫu nhiên hình thành tự phát kể từ ngày 13 tháng 2 năm 2020 khi xã được cách ly theo quy định vì dịch COVID-19. Chợ phục vụ nhu cầu của bà con sáu thôn với khoảng 10.600 dân với các loại nhu yếu phần lớn tự cung, tự cấp trong những ngày phong tỏa. Sau ngày 3 tháng 3, người dân và địa bàn xã hết thời gian cách ly, khu chợ này nhiều khả năng sẽ chuyển sang nơi khác. Chợ tạm ở xã Sơn Lôi nằm giáp giữa hai thôn Ái Văn và Ngọc Bảo, chợ phục vụ nhu cầu của bà con sáu thôn với khoảng 10.600 dân với các loại nhu yếu phần lớn tự cung tự cấp trong những ngày phong tỏa. Chợ phục vụ nhu cầu của bà con sáu thôn với khoảng 10.600 dân với các loại nhu yếu phần lớn tự cung tự cấp trong những ngày phong tỏa. Chợ phục vụ nhu cầu của bà con sáu thôn với khoảng 10.600 dân với các loại nhu yếu phần lớn tự cung tự cấp trong những ngày phong tỏa. Tiểu thương nhập mặt hàng thủy sản về bán ở chợ tạm xã Sơn Lôi, mặt hàng hoa quả, được vận chuyển qua Berry chốt kiểm soát số 1 về tiêu thụ trên địa bàn xã Sơn Lôi. Hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.